Em xin chào các anh chị. Trong video này thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft Teams để thực hiện cuộc họp trực tuyến. Thì để có thể tải và cài đặt phần mềm thì chúng ta sẽ truy cập vào một App Store trên điện thoại iPhone và CH Play trên điện thoại Android. Thì chúng ta sẽ mở kho ứng dụng App Store, lựa chọn tìm kiếm và anh chị search giúp em phần mềm Teams. Rồi chúng ta sẽ kích vào mục Microsoft Teams. Đây ạ, đây là phần mềm thì chúng ta sẽ tải và cài đặt phần mềm Microsoft Teams như này. Sẽ có biểu tượng hình chữ T và hình người. Chúng ta sẽ chọn tải phần mềm về. Sau khi tải phần mềm về thì chúng ta sẽ mở phần mềm lên. Đây chính là phần mềm em đã tải về đấy ạ. Phần mềm Teams. Sau khi tải phần mềm về, đây là phần đăng nhập. Thì nếu chúng ta đã có địa chỉ tài khoản bằng địa chỉ email, số điện thoại hoặc là tài khoản Skype thì chúng ta có thể đăng nhập luôn. Hoặc nếu anh chị chưa có thì chúng ta sẽ lựa chọn đăng ký miễn phí. Chọn cá nhân hoặc là doanh nghiệp thì em sẽ chọn một cá nhân. Chúng ta sẽ nhập số điện thoại mà chúng ta muốn đăng ký tài khoản. Rồi chọn tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ điền họ và tên. Rồi chọn tiếp theo. Chọn ngày tháng năm sinh. Rồi chọn tiếp theo. Sau khi lựa chọn số điện thoại xong thì một số mã sẽ gửi về số điện thoại của anh chị. Thì chúng ta sẽ nhập mã được gửi về số điện thoại. Phần mềm Teams muốn gửi thông báo cho điện thoại của bạn thì chúng ta sẽ cho phép. Và phần mềm Teams cũng muốn truy cập micro thì chúng ta cũng nhấn OK ạ. Phần mềm Teams cho phép chúng ta trò chuyện với bạn bè và gia đình, lưu trữ hình ảnh miễn phí, thực hiện cuộc gọi miễn phí và bảo mật quyền riêng tư thì chúng ta sẽ nhấn bắt đầu ạ. Ở đây thì chúng ta có thể sửa đổi tên. Chúng ta sẽ nhấn lưu. Và chúng ta cũng có thể thêm ảnh ở đây ạ. Lựa chọn ảnh có sẵn hoặc là chụp ảnh mới để thực hiện lựa chọn ảnh đại diện cho cái tài khoản của chúng ta. Chúng ta sẽ nhấn tiếp tục. Tự động đồng bộ và tìm kiếm bạn bè. Chúng ta sẽ lựa chọn tiếp tục. Và như vậy là chúng ta đã tạo tài khoản xong và chúng ta có thể thực hiện ngay cuộc họp. Tiếp theo, đối với các điện thoại muốn tham gia cuộc họp thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn tải và cài đặt phần mềm Microsoft Teams. Và đây thì phần mềm đã được em cài đặt sẵn từ trước nên là chúng ta có thể mở phần mềm. Trên điện thoại muốn tham gia cuộc họp thì chúng ta cũng sẽ tiến hành đăng ký tài khoản và đăng nhập vào phần mềm. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách để tạo một cuộc họp trực tuyến. Thì để có thể tạo một cuộc họp trực tuyến thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lựa chọn mục họp, chọn họp ngay, đặt tên cho cuộc họp. Ví dụ ở đây thì em muốn họp với team phòng kỹ thuật thì em sẽ lựa chọn phòng kỹ thuật. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn sao chép liên kết cuộc họp và chúng ta sẽ lựa chọn bắt đầu cuộc họp. Và như vậy là em đã tạo thành công một cuộc họp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thêm người tham gia cuộc họp thì chúng ta sẽ lựa chọn vào mục thêm người tham gia. Phần mềm cũng sẽ tìm kiếm ra các cái tài khoản Microsoft Teams đã đăng ký và chúng ta có thể thực hiện cuộc gọi đến các cái tài khoản này. Như ví dụ ở đây thì em sẽ thực hiện cuộc gọi và thêm bạn Hòa Ngô vào trong cuộc họp. Em nhấn xong. Ngay lập tức trên chiếc điện thoại của bạn Hòa Ngô sẽ nhận được một thông báo mời tham gia cuộc họp thì chúng ta sẽ lựa chọn trả lời. Như vậy là bạn Hoàng Ngô đã tham gia cuộc họp do em tạo ra thành công.
và em đã mời thành công bạn Hà Ngô. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách để tạo một cuộc họp và mời mọi người tham gia. Ví dụ như đây em sẽ tạo cuộc họp là cuộc họp với phòng kỹ thuật. Chúng ta sẽ lựa chọn bắt đầu cuộc họp. Như vậy là chúng ta đã tạo thành công một cuộc họp. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn chia sẻ lời mời để gửi lời mời cuộc họp này đến một group hoặc là một nhóm hoặc là một người nào đó mà các bạn muốn mời họ tham gia cuộc họp. Thì ở đây em sẽ lựa chọn gửi đến phòng kỹ thuật GDS và em sẽ gửi lời mời. Ngay lập tức trên những cái điện thoại mà có trong group và của Zalo của bọn em sẽ nhận được một thông báo là có một lời mời tham gia cuộc họp. Thì em sẽ trên chiếc điện thoại muốn tham gia cuộc họp sẽ kích vào group đó và chúng ta sẽ nhấn vào cái đường link mà người tổ chức cuộc họp đã gửi và chúng ta sẽ kích vào chọn tôi đã hiểu và tiếp tục. Chúng ta sẽ lựa chọn là chia sẻ video hoặc là bật micro hoặc là bật loa ngoài hoặc là hiệu ứng nền và chúng ta sẽ lựa chọn tham gia ngay. Thì ngay lập tức trên chiếc điện thoại mà tổ chức cuộc họp sẽ hiển thị một thông báo là đang có một người muốn tham gia trong phòng chờ. Thì ở đây đang có hai bạn đang chờ để được tham gia, đó là bạn Hoàng Ngô và bạn Phạm Minh Thành. Thì em sẽ lựa chọn vào tên của bạn Hoàng Ngô và lựa chọn tiếp nhận. Và em cũng sẽ lựa chọn vào bạn Minh Thành và nhấn tiếp nhận. Vâng, là như vậy thì hai bạn đã nhận được cái link mời tham gia cuộc họp của em thì đã kích vào link và tham gia cuộc họp. Đây thì chúng ta có thể lựa chọn chia sẻ hình ảnh. Alo, alo. Alo, alo. Khi đây là trên chiếc điện thoại tổ chức cuộc họp thì chúng ta sẽ bật vào biểu tượng cái mic thì chúng ta sẽ nói và trên những chiếc điện thoại tham gia cuộc họp sẽ nghe được âm thanh. Alo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có biểu tượng 3 dấu chấm ở đây ạ. Trong biểu tượng 3 dấu chấm này thì chúng ta sẽ có các tính năng như sau. Đầu tiên là các cái biểu tượng icon. Chúng ta có thể like hoặc là thả tim hoặc là vỗ tay. Rồi. Tiếp theo, trong cái trường hợp mà khi mà chúng ta đang tham gia cuộc họp mà chúng ta có nhận được công việc cần phải xử lý gấp và chúng ta muốn nghe điện thoại hay là muốn thoát ra để xử lý công việc thì chúng ta sẽ lựa chọn là giữ máy cho tôi. Thì khi mà chúng ta nhấn vào cái chữ giữ máy cho tôi thì ngay lập tức thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái bạn đang chờ máy và chúng ta vẫn đang ở trong cuộc họp nhưng chúng ta sẽ không chia sẻ hình ảnh hay âm thanh gì cả. Và sau khi mà chúng ta đã thực hiện xử lý xong công việc thì chúng ta lại quay lại tiếp tục cuộc họp. Đó. Trong quá trình tham gia cuộc họp thì chúng ta sẽ có một tính năng nữa, đó là tính năng chia sẻ. Chúng ta có thể lựa chọn chia sẻ hình ảnh đã được lưu ở trong máy, hình ảnh tài liệu và hình ảnh hoặc là chúng ta có thể chụp hình ảnh và chia sẻ, bắt đầu trình bày. Tức là chúng ta có thể trình chiếu cái hình ảnh này thì trên các cái điện thoại mà tham gia cuộc họp sẽ nhìn được hình ảnh và chúng ta có thể đàm thoại và nói âm thanh. Và thuyết trình, khi mà chúng ta trình chiếu xong thì chúng ta sẽ lựa chọn dừng trình bày. Ngoài ra thì chúng ta có thể chia sẻ bằng hình ảnh, video hoặc là chia sẻ màn hình. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có tính năng là hiệu ứng nền. Hiệu ứng nền chúng ta có thể điều chỉnh và làm cái hình nền ở đằng sau chúng ta. Như thế này. Camera sẽ tự động xóa phông nền ở đằng sau.
hoặc là làm mờ nền, thì tùy anh chị lựa chọn. Thì muốn tắt đi thì chúng ta lựa chọn xong. Được. Tiếp theo còn một tính năng nữa, đó là tắt video đến. Thì khi mà chúng ta không muốn nhìn thấy hình ảnh của những người tham gia cuộc họp thì chúng ta sẽ lựa chọn là tắt video đến hoặc là bật video đến. Tiếp theo, trong quá trình tham gia cuộc họp thì chúng ta sẽ có một cái tính năng ở đây, đó là biểu tượng của tin nhắn như thế này. Thì trong quá trình tham gia cuộc họp, ngoài việc đàm thoại bằng âm thanh, hình ảnh thì chúng ta cũng có thể chat bằng cách là nhấn vào biểu tượng và chào mọi người. Thì ngay lập tức trên các cái trên thông báo sẽ nhận hiển thị được một thông báo là chúng ta đã có tin nhắn và chúng ta sẽ kích vào. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận được một cái tin nhắn là chào mọi người. Và chúng ta sẽ phản hồi lại được. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có biểu tượng hai hình người. Và chúng ta có thể là thêm người tham gia cuộc họp bằng cách lựa chọn thêm. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm người tham gia. Và lựa chọn người muốn tham gia. Chúng ta sẽ nhấn xong. Hoặc là trên đây chúng ta sẽ có mục là chia sẻ. Chúng ta sẽ chia sẻ cuộc họp này đến một nhóm hoặc group, hoặc là một người bạn nào đó mà chúng ta muốn mời họ tham gia cuộc họp. Thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng đây. Chúng ta sẽ gửi lời mời tham gia cuộc họp. Rồi, quay trở lại với cuộc họp. Trong mục trò chuyện thì chúng ta có thể tạo một nhóm để có thể chia sẻ được các cái tệp dữ liệu, chia sẻ sự kiện và nhiệm vụ trong một nhóm. Chúng ta sẽ tạo thêm nhóm là nhóm phòng kỹ thuật. Chúng ta sẽ thêm các cái tài khoản, những cái người tham gia cuộc họp trong một cái, trong danh bạ của chúng ta để tạo thành một nhóm. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể là nhắn tin, hoặc chúng ta có thể nhắn tin nhắn để gửi đến mọi người. Mục xem thêm thì chúng ta sẽ có các tính năng như sau ạ. Chúng ta có mục cuộc gọi này. Chúng ta có thể lựa chọn và tìm kiếm cuộc gọi đến tìm kiếm người gọi. Tiếp theo là mục lịch. Trong mục lịch thì chúng ta có thể lập kế hoạch cho những dịp đặc biệt, thiết kế một cái sự kiện cho cuộc họp chẳng hạn. Chúng ta sẽ thêm sự kiện. Chọn chức danh. Chúng ta sẽ đặt tên. Chúng ta sẽ lựa chọn mời một nhóm. Ví dụ như ở đây thì em có một nhóm là phòng kỹ thuật DDS Hà Nội. Thì đã có rất là nhiều bạn đã tham gia trong cuộc gọi nhóm này rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn thời gian là cả ngày, hoặc là thời gian từ ngày bao nhiêu, thời gian từ phút bao nhiêu đến thời gian bao nhiêu, trong vòng bao nhiêu 10 phút hay là bao nhiêu phút. Thì chúng ta sẽ lựa chọn là chúng ta sẽ lựa chọn nhắc lại mỗi, được nhắc lại mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, hoặc là không nhắc lại. Lựa chọn địa điểm. Địa điểm chúng ta sẽ có thể đặt tên, lựa chọn địa điểm như là Hà Nội. Chúng ta sẽ lựa chọn mô tả là mục về thông tin về cái cuộc họp này như là training, sản phẩm mới. Nội dung của đây là nội dung mô tả của cuộc họp. Chúng ta lựa chọn là xong.
Sau khi thực hiện tạo lịch của cuộc họp xong thì trên các cái tài khoản và điện thoại, những người được mời tham gia cuộc họp sẽ nhận được một thông báo là được gửi từ người tại cuộc họp là vào lúc 15:30 đến 16:00 ngày 18 tháng 6 năm 2021 sẽ có một cuộc họp, và nội dung cuộc họp là trên link sản phẩm mới, và chúng ta sẽ lựa chọn tham gia. Chúng ta sẽ lựa chọn tham gia hoặc là thêm vào lịch, hoặc là thêm vào lịch ở trên thiết bị.